Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân. Và hôm nay Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái mẫu hoa hoa tường vi ở trên cà rốt nha. Các bạn chắc là đã bạn nào mà đã là dân cắt tỉa là biết cắt tỉa thì sẽ biết những cái mẫu hoa, ví dụ như là hoa chữ C, hoa hồng chữ C này, hoa hồng hoặc là hoa tường vi trên dưa hấu. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng với Mẹ Bảo Hân thử nghiệm tạo hoa tường vi ở trên cái củ cà rốt này nha. Thì các bạn chọn cho Mẹ Bảo Hân một củ cà rốt nó to một chút thì chúng ta tạo cái hoa nó sẽ đẹp hơn nha. Chúng ta lấy một phần khoảng 5 phân thôi. Sau đó thì các bạn tạo một cái hình tròn để lấy nhụy. Thì với bạn nào mà quen tay rồi thì các bạn có thể tạo phát hình tròn được. Nhưng mà bạn nào chưa quen thì các bạn dùng thêm cái dụng cụ nào compa nha. Mẹ Bảo Hân thì chả bao giờ làm được cái hình tròn nó tròn cả, cho nên lúc nào cũng bị phụ thuộc vào compa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy phần nhụy của bông hoa trước nha. Chúng ta đi thẳng ra ngoài. Các bạn luôn nhớ là nó với cái mẫu hoa mà chúng ta lấy nhụy này thì các bạn đi thẳng ra nha. Đi đứng ra đó. Bởi vì khi chúng ta nghiêng thì chúng ta sẽ mất cái phần nhụy. Với cái dao này thì đi đứng nó dễ này, nhưng với cái dao này nhiều khi các bạn sẽ hay bị khó đi đứng này vì nó sẽ cọc vào phía trong nha. Nhưng mà cái dao này khi mà lấy cái phần viền của nó thì lại không hay bằng con này. Đây Mẹ Bảo Hân sẽ lấy bằng cái con này cho các bạn xem. Khi chúng ta lấy viền chúng ta lấy cái con này sẽ dễ lấy hơn này. Cho mọi người nhìn này. Lấy bằng con này thì nó căng, chúng ta lấy một cái được luôn này. Đó, dễ hơn là các bạn đi bằng cái con kia nha. Con dao nào thì nó cũng có tác dụng của nó, và chúng ta tận dụng nó để chúng ta tạo ra được cái bông hoa làm sao cho nó đẹp. Và nhiều khi cũng là do quen tay nữa các bạn. Quen tay dùng con dao nào thì nó sẽ phù hợp. Đó. Để lấy được cái phòng nhụy thì Mẹ Hoan thích dùng cái này hơn. Đấy lý do tại sao mà Mẹ Hoan rất hay giới thiệu hai cái con này cho mọi người. Rồi. Chúng ta sẽ lấy cái phần nhụy hoa nha. Nhụy hoa thì đối với hoa tường vi thì Mẹ Bảo Hân thường đi nhụy hoa cũng khá giống như là khi đi với nhụy hoa hồng ạ. Bên nào đi với nhụy hoa hồng rồi thì chắc là không khó ở cái phần này. Thực ra thì khi mà chia sẻ dạy online hoặc là đoạn qua cái phần Zalo ấy hoặc qua nhóm của Facebook, một số bạn ví dụ như chị Gia Khánh chẳng hạn, chị
chị xem video này của em nhé, bởi vì là qua đây thì mới nhìn thấy được này. Chứ còn hoặc là em Mạnh hoặc là Thành Dương, những cái bạn mà đang hoặc là bạn Nam, những cái bạn mà đang học bản thân online, bạn để ý ở trên các cái video này nó sẽ rõ hơn nhỉ. Giãn cách không có dưa hấu thì thì chúng ta tìm cà rốt. Chúng ta thì những mẫu sẽ tỉa trên dưa hấu, trên cà rốt có sao đâu đúng không? Một khi đã đam mê tỉa thì bất chấp nguyên liệu. Đang giãn cách xã hội cho nên là nhà có gì tiệt đấy, các bạn này cũng không nên quá cầu kỳ. Và đặc biệt là giãn cách cũng là một cái hay cho dân yêu cái nghệ thuật này, thế là các bạn sẽ được ở nhà nhiều hơn đúng không ạ? Ví dụ như chị Dương chẳng hạn, em sẽ không phải đi làm đúng không? Chị Khánh lúc thế, Giang Khánh thế, không phải đi làm thì chúng ta tận dụng chúng ta học đi ạ. Thì lúc mà chúng ta đi làm thì chúng ta đã có một cái sự vững vàng rồi. Giãn cách từ này là lần thứ hai rồi, là mười mấy ngày rồi đấy. Tiếp đến chúng ta sẽ đi lấy cánh hoa ở bên ngoài. Thì đây chúng ta đi một cái vòng này nha, để lấy ra nha. Đây chính là những cái bông hoa tường vi mà sẽ đi ở trên dưa hấu đấy. Ở trên cái cà rốt thì còn nhìn được, còn trên củ đậu thì còn khó nhìn nữa vì nó rất là trắng. Củ đậu và cải nó rất là trắng, khó nhìn đúng không? Rồi thì đây chúng ta sẽ lấy cánh của tường vi nha. Cánh của tường vi này ta lấy nhỏ ra một chút. Trên dưa hấu nó to đúng không? Mình đi ở đây thì nó nhỏ lại. Mọi người đã bắt đầu nhìn ra cái cánh hoa chưa? Mẹ mà không nhìn ra rồi đấy. Chúng ta đi một đường thẳng xuyên đây này. Ok, một đường đây này, một đường đây này. Bây giờ chúng ta lấy cánh nhỉ. Các bạn nhìn ra cái cánh hoa chưa? Đó, chính là cánh tường vi trên dây hấu ấy. Sau đây mẹ mà đi một cánh trước, sau đó đi tất cả các cánh cho mọi người nhìn nha. Ta có thể đi từng cánh một hoặc đi luôn tất cả các cánh. Đây là một cánh này mà chúng ta đi hết một lượt tất cả các cánh luôn này. Hoa thôi. Ở đây. À. Đó.
chúng ta đã được cái cánh hoa ở cái phần này thì chúng ta bị ra không tốt. Đó, bây giờ chúng ta đi hết vào ruột luôn nha, và chúng ta sẽ được một lớp cánh nha. Đến đây thì chúng ta sẽ chỉ việc lấy cái phần này ra thôi. Các bạn đi sâu tay xuống. Hello. Bạn ơi, hiện tại mình không còn cung cấp cái sản phẩm này nữa bạn nhé. Thứ nhất là dịch, cái thứ hai nữa là hôm nay mình không làm. Mình có ghi rõ ở dưới video ấy, bạn xem giúp mình nhé. Cái video mình làm lâu lắm rồi. Rồi, mình cảm ơn. Liên tục những cuộc hỏi. Mùa này là mùa long nhãn các bạn. Trước đây là mẹ bạn có bán long nhãn, nhưng bây giờ thì không đủ sức để làm nữa. Quay về là mỗi trà thôi. Trà và mật ong. Mật ong thì những bác nào ở Hà Nội thì mẹ bạn mới ship nha. Còn ở các tỉnh khác thì cũng lại xin lỗi các bác luôn, nó không ship được. Bởi vì nó là cái mặt hàng có nước. Xong rồi đóng đi điều điện nó lích kích lắm. Đó, chúng ta được một bông hoa tường vi. Ta làm sạch cái phần này đi cho nhìn nó đỡ thô nha. Và kể cả cái sản phẩm trang hoa cúc thì cũng xin phép các bác luôn là đang dịch Covid-19, đang giãn cách, phải đợi Hà Nội hết giãn cách thì lúc đấy cái sản phẩm này của mẹ Mân cũng mới tiếp tục dám nhận đơn. Bởi vì hiện tại thì có một loạt các đơn mà không dám nhận luôn, bởi vì bên bưu điện người ta cũng không nhận, không thể xếp được. Đấy, ví dụ như là cái bông hoa của chúng ta, đến cái phần này là các bạn thấy là mẹ bảo ăn bị lỗi này. À, ở đây nó bị cụt này, bị cụt vì làm sao? Vì cái của cái gốc của chúng ta nó hơi nhỏ, nó cụt to thì sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Đây là chúng ta đã có một cái bông hoa tường vi đơn giản. Còn nếu không, khi mà bạn thấy là hoa tường vi mà hai lớp thấy nó khó khăn quá thì chúng ta đi một lớp thôi. Đây, để bạn đi một lớp cho bác xem, nhìn nó sẽ rõ hơn nha. Đó. Chúng ta chỉ cần đi một lớp thôi, xong rồi chúng ta lấy luôn thì chúng ta lên để chúng ta trang
trí rất là đẹp. Đó, một lớp đó. Một lớp mà chúng ta xếp 5 bông nhìn nhau ấy, nhìn rất là đẹp. 5 bông hoặc 3 bông để chúng ta để co đĩa chẳng hạn, rất là đẹp nha. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Hoa về một cái mẫu hoa tường vi đáng lấy ra là chiếc dưa hấu, nhưng do giãn cách thì nó chuyển sang trên cà rốt luôn. Và hãy đừng quên nhấn like, share ủng hộ cho mẹ Hoa, cùng với đó là có những góp ý giúp cho mẹ Hoa nhạc. Và đừng quên, nếu bạn cần những sản phẩm trái hoa cúc tính quốc sở nhiệt lạnh thì hãy nhớ số điện thoại của mẹ Hoa, 0977 659 472. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.